Người ít mà tức. Gì? Vụ gì vậy? Này, này, này. Đừng nói với em là chị lại thất tình nữa nhá. Mà thất tình với ai vậy? Nói em xem nào. Thì anh Tơ Hồng chứ ai. Ủa? Là sao? Thì giờ cô nghĩ coi, danh sách đó, hình ảnh ở trong công ty đó, có đầy đủ tất cả mọi người. Có luôn ông Tú với cô nữa. Mà ông Tú là đâu có liên quan đâu. Mà đưa vô danh sách trong công ty luôn. Trong khi cẩm tôi không có tấm hình nào hết trơn á. Chịu nổi không? Trời ạ. Làm em tưởng cái đủ ghê gớm lắm. Tưởng của thất tình này nọ kia. Tưởng là có scandal đi đau tin cả phố. Dạ không ghê gớm thì cái gì mới ghê gớm. Trời đất ơi. Mà cũng phải lỗi của ai kia cơ. Ai bảo á, nhiều show làm chi, chạy show làm chi. Trời. Ờ thì đẹp nó cũng khổ lắm. Đẹp á, cái người ta cứ kêu mình đi tới làm cho người ta hoài à. Mấy cái bà già già xấu xấu yếu yếu, người ta đâu có kêu đâu. Tối ngày cứ kêu tôi qua làm tạp vụ hoài, bây giờ tôi đắt xô dữ lắm. Nè nè, nói mới để ý nha. Kìa kìa, quay vòng. Quay vòng nè. Ghê ghê. Hôm nay ai mà đẹp vậy ta. Trời ơi, áo bông đờ. Ghê. Trời ơi, tóc xóa đờ. Ghê. Cái gì? Em ơi, môi đỏ chút ghê. Chị ông đi làm à? Đẹp không, đẹp không? Đẹp đó, nhưng mà với chị ông đi làm à? Đi làm chứ. Nhưng mà bữa nay á, cố tình mặc đồ đẹp, trang điểm đẹp để tới đây chụp hình nè. Ê, chụp hình giùm tôi. Rồi, bỏ quên điện thoại. Trời. Nghĩ nãy giờ rồi. Nghĩ gì? Đừng nói với em là chị lại chụp ảnh để đi kiếm chồng nữa nhá. Chụp giùm tôi đi, hỏi nhiều quá à. Bây giờ em cho chị mượn điện thoại của em. Em chụp hình cho chị xong lát em gửi cho chị nha. Bây giờ chụp hình đi, rồi lát chị về công ty á, chị nhờ Huệ với mấy đứa nó chụp hình thêm cho chị nữa. Rồi. Nha, chụp đẹp đẹp vô nha. Rồi tạo dáng đi. Rồi tạo dáng đi. Dạ, xin kính thưa. Thế là toàn thể nhân sự của công ty cổ phần dịch vụ Anh Tơ Hồng đã có mặt đầy đủ. Công ty còn bộ ngươi à. Còn thiếu cộng tác viên và ban cố vấn là Ngân và Hà nữa. Được là được 6 người à? 6 người theo kiến thức phổ cập anh học được là số nhiều em. À dạ. Là Ngân và Hà đâu, chưa đủ mà. Thì em chỉ nói là những cái người nòng cốt, người quan trọng của công ty mình thôi. Thôi ok, đây là một cuộc họp nội bộ đúng không? Dạ. Bây giờ anh nói luôn nè, Tân, em note lại cho anh cái phần này. Là nội quy nội bộ thêm một điều khoản là tất cả những thành viên trong công ty của mình đều có thể trở thành một ứng viên cho thuê người yêu nha. Wow, vậy là ý của anh là cả bốn chúng ta đây, Ngân Hà, ai cũng có thể trở thành người yêu thuê. Và ngay cả Huệ nữa. Có em nữa. Có, em là một thành viên trong công ty mà. Nhưng mà em có con. Không quan trọng, miễn có sự đồng ý của em là ok hết. Dạ. Rồi thì em chấp nhận, đồng ý. Em đồng ý là một chuyện, nhưng mà quan trọng là em phải thay đổi cái cách sống của mình. Nè, biết đâu Huệ là một cái gu của người ta làm sao? Tôi thấy tôi cũng là một ứng cử viên nặng ký đó nha. Đúng vậy. Dù gì tôi cũng phải tìm kiếm một cái tình yêu đích thực để cho mình được trọn vẹn với cái tình yêu. Như vậy Huệ mới học hỏi, noi theo được, đúng không em? Không được. Em không đồng ý. Em hệt hồn anh ơi. Em á thì em có thể làm người yêu thuê của bất kỳ ai cũng được. Nhưng em có đồng ý để cho anh Ca tham gia vụ này đâu. Không có trường hợp nào ngoại lệ hết, kể cả anh và Ca. Vậy thôi bây giờ cho em thêm điều kiện đi. Điều gì? Với điều kiện là anh có đi làm người yêu thuê đó thì anh không được nảy sinh tình cảm với bất kỳ khách hàng nào nữa. Nếu như mà anh có nảy sinh tình cảm với một khách hàng nào đó thì công ty của mình không được nhúng tay vào hoặc là tổ chức cho cái giao dịch đó. Ok không? Ok. Ok. Nhưng mà anh có một điều kiện. Điều kiện gì? Điều kiện là em đó, Thanh Tân á, đối xử với ai cũng được, nhưng với riêng anh á, không được thân mật, không được quan tâm quá mức, không được có những cư xử thái độ lố lăng, được chưa? Bớt khủng bố anh lại. Em khủng bố anh nào? Ước gì em ở đây giờ này,
ước gì ta cùng nhau chuyện trò. Trời ơi, có người đang suy tư đây. Đang thích ai đúng không? Anh ước gì mà mỗi lần em xuất hiện bên cạnh anh em đừng có hát nữa được không? Em thích. Anh. Ừ? Anh đang thích cô nào đúng không? Cô nào? Có cô hồn chứ cô nào? Thám tôi biết rồi. Ế, biết không có ai theo đuổi nè. Ha, có ai giới thiệu tôi coi. Anh mà không có ai. Trời ơi, vừa đẹp trai này, vừa hát hay này, lại còn giỏi nữa, nghĩ gì mà không có ai thích. Xạo quá. À, em nói nghe nè. Em thấy bạn bè em ấy, họ lên cái profile gì của công ty mình ấy. Trời ơi, ai cũng khen. Phải nói là gì nhỉ? Chất phát ngất luôn ấy anh ạ. Cái chuyện ấy mà chất là chắc chắn rồi đó. Ừ. Nhưng mà còn cái chuyện nhà mình ấy, nên coi lại. Nhà là nhà của tôi với Soái gây dựng nên, chứ không phải nhà của mấy người ha, mà nhà mình. Ơ, sao không có của em? Bởi vì nhá, thế nào nhá, tương lai nhá, em cũng sẽ là gì? Cộng tác viên, không thì giao dịch viên, không thì là ứng viên. Nói chung là cái gì cũng được, miễn là có chữ viên. Cái quan trọng là trên website của anh có ảnh của em nữa. Thế. Ừ thì lau nhà viên, rửa chén viên, bò viên chiên, cá viên chiên. Trời tôi mở miệng ra cái gì cũng nói là có gì có chữ viên là có em hết. Cái gì cũng mà công ty nhà mình, công ty nhà mình. Trời đất ơi, làm như thân thiện lắm gì không bằng. Nhưng mà dễ thương. Này, này, mà em nói cho nghe nè. Thì nói đi mới nghe. Bây giờ em nói nè. Thì đang nghe nè. Vâng, bây giờ em nói nè. Thì nói đi, đang nghe. Bây giờ em nói nè. Thì nói đi, đang nghe nè. Rồi, ai nói ai nghe. Em nói. Em nghe. Rồi, em biết sao không? Cái website nhà mình ấy là em mời tất cả họ hàng làm xóm hang hốc gốc rễ nhà em vào ngồi xem hết luôn ý. Mà ai cũng nói luôn ý. Trời ơi, giới thiệu dữ vậy đó, hả? Vâng. Giới thiệu tới hang hốc luôn hả? Vâng. Mình nhà bà ăn lông ở lỗ hả? Đúng rồi. Nhưng mà sao mà họ thấy thích không? Dạ không. Hình như tâm lý ăn lông ở lỗ nó bị ngược ngạo hay sao á. Trời đất ơi, sao kỳ vậy? Nhưng mà tại sao tâm lý ngược hả? Ừ. Bởi vì anh biết sao không? Tại vì họ không có hiểu á, anh Tơ Hồng là cái gì, Cubit là cái gì nữa. À đúng rồi, mình trong nghề mình tiếp xúc hoài thì mình mới biết được đúng không? Nhưng mà rồi sao, có giải thích không? Đã có chứ, em có giải thích à? Đúng rồi, phải giải thích đó chứ. Mà giải thích làm sao, giải thích làm sao? Vâng, em bảo là muốn biết ai không? Ừ. Xong rồi mọi người là muốn biết. Hay là, vâng, hay là em mới bảo là chứ, thì muốn biết đúng không? Hay là, vâng, có muốn biết. Hay là chứ muốn biết thì lên website mà tìm. Rồi người ta lại hỏi website là gì? Em biết mà, em biết thế nào người ta hỏi câu đấy mà. Rồi vâng. Sao nữa, rồi sao nữa? Vâng, em bảo tự đi mà tìm. Tôi có cái gì mà là lãng hậu vô duyên. Nhiều khi em nghĩ gia đình bà sống ngoài, ở ngoài bình thường á, mình bà sống trong hang à. Có hiểu à, chê vậy thôi. Em có chỉ đàng hoàng, em có lấy điện thoại ra chỉ cái website của nhà mình đàng hoàng. Em còn khoe ảnh của em trên website của em của mọi người ấy chứ. Ừ, phải chỉ từng bước bước vậy người ta biết, người ta còn giới thiệu người này người kia vô nữa biết chưa. Thôi nói chung cảm ơn nhiều nghe. Tổng hợp lại thì thấy câu chuyện của nhà bà cũng không mấy gì thú vị. Vô làm giùm đi nước đi. Có hiểu không? Ta cũng dễ thương mới ghẹo ta miết. Trời ơi trời, phóng lầm lộn 10 giây. Rồi. Em chưa làm gì vậy? Cái gì anh vậy? Ơi, ủa? Chị? Anh Ca? Sao vậy? Sao vậy? Ca. Bình tĩnh, không có sao hết. Có em đây nè. Cao Thanh Tân, bé Tân của anh. Trời. Gì vậy? Anh sao đó? Trời đất ơi, em nghe anh ngủ mớ, em chạy vô đây với anh liền nè. Em biết rồi, anh nằm ngủ rồi cái anh mơ là anh dí theo em, rồi anh xin được hôn em mà em từ chối, cái anh mới hết hồn, anh mới tỉnh dậy nè, đúng không? Mấy người mới đang mơ á, tỉnh chưa hả? Tôi mơ hả? Đâu có, đang tỉnh mà. Đưa đây em đọc cho cả cho biết mơ hay tỉnh. Có đấy. Con điên này thiệt chứ. Dạ. Mơ hay tỉnh? Đâu anh ơi? Thôi đi đừng có giỡn nữa nè. Giờ anh thấy sao nè? Nãy nằm mơ thấy hai con yêu quái nó ăn thịt mình. Con thấy sợ quá.
giật mình tỉnh dậy. Rồi sao nữa? Rồi mở mắt ra. Rồi sao nữa? Thấy nguyên con yêu. Yêu mến dễ thương, thấy nguyên một người yêu mến dễ thương đáng yêu. Em nói thiệt với chị á, alo, em nói thiệt với anh á, nếu như mà gặp em á là em bỏ về em nghỉ việc rồi. Thôi thôi mà anh, ý nói là một người yêu mến dễ thương mà. Ý anh nói bé Tân là yêu quái á hả? Không có, ý nói là em á, người ta dày mà kêu yêu quái, người ta dễ thương vậy thôi mà kêu yêu quái. Lúc nào người ta cũng quan tâm, để ý từng chút, không cần nói chỉ cần nhìn thôi là tôi biết đang nghĩ cái gì trong đầu hoài. Vậy mà nghĩ tôi là yêu quái. Đôi khi tôi cần một chút là anh nào mắm, một chút gì đó nó tỉ tế, một chút gì đó đừng có lạnh lùng nữa. Mà không có. Đồ độc ác. Anh Tân ơi, anh Tân. Cái anh Tân này thiệt tình á, tự nhiên vô khóc đã đơ rồi đi. Có ai làm cái chí bố? Anh làm gì website thì mấy cái đó là anh quản lý là đúng rồi. Về coi mà được là đưa lên website cho người ta cập nhật thông tin nữa. Với lại sếp nói là đầu giờ chiều này về họp. Cái gì họp hành gì trời ơi, cái giờ nghỉ với lao em có gì lát thì họp sao, cho anh nghỉ ngơi xíu không được hả? Bây giờ có về họp. Về với em đi. Đèo. Ông ca nè. Ừ. Ông coi check lại cái giao diện trên màn hình đi nha. Coi thử nó phải cân đối. Ừ. Huệ. Dạ. Em vô xem thử sổ sách chứng từ, coi thử nó có liên với nhau hay không. Dạ, em biết rồi anh. Còn Tân. Dạ. Em coi cái mã code người yêu á, rồi xong rồi gửi qua cho ca làm file. Dạ. Anh Tân, em thấy như thế này, anh làm chỉ là phải hợp lý nhưng mà còn phải hợp pháp nữa. Giống như là anh chọn mấy cái công tác viên á, thì cũng phải chọn mấy cái người mua đàng hoàng, chứ đừng có chọn mấy cái người mà cả giật cả tán làm ảnh hưởng tới uy tín của công ty mình nhé. Bà thiệt luôn á, cái điều đó bà nói nhỏ tôi được mà. Tuy nhiên có hai sếp đây cái giờ nói trước mặt như vậy. Thì em nói để sếp trưa lướng đó. Ok, ok. Giờ thôi. Dạ, nói nào nghe chứ thật ra về cái việc mà tuyển người vô á là ủa em nắm hết tất cả những cái tiêu chí công ty mình mà anh. Nè, em nói ra coi anh có tán thưởng em không nha. Thứ nhất nè là phải vệ sinh, thứ hai là phải sạch sẽ, thứ ba là phải an toàn, thứ tư là phải vừa ăn, thứ năm là phải ngon miệng, thứ sáu là phải mlem thức ăn ngon miệng vô đây nữa. Dạ. Em phải dùng cái từ nào nó chuyên môn, nó chuyên nghiệp một tí xíu coi. Anh nói làm em thêm cân bụng. Em giỡn đó. Giận vui. Không vui thôi. Thôi chỉ làm nghiêm túc nè, không có giỡn gì hết á. Anh, em có một cái sáng kiến này nè, không biết là anh có chịu không. Không mấy bây giờ công ty của mình á tổ chức event. Khi mà mình mở ra event như vậy đó thì sẽ có nhiều người tới đây. Mình sẽ nói cho mọi người biết được là những cái chiến lược, những cái kế hoạch ở trong tương lai của công ty mình nó như thế nào. Cái thứ hai là mình sẽ đính chính lại được những cái gì mà dư luận nói sai về công ty chúng ta từ đầu tới giờ. Hay. Tân rất là hay. Mặc dù á, lâu lâu Tân nó giỡn hơi nhây, nhưng mà bữa nay nói câu này đúng. Ừ, cứ làm theo thử đi. Úi, anh ca anh khen tôi kìa. Tân. Dạ. Em là người lúc nào cũng có những sáng kiến rất là hay. Bây giờ em giúp anh, nhờ Hà nha. Ủa sao em đề xuất cái em tự làm luôn vậy? Thì thêm một việc. Không sao, miễn được sếp soái khen là sao cũng được. Nhưng mà bản thân em vẫn ước ao được ai kia khen cơ. Tân. Nhây. Mà hay. Em làm liền, để em làm liền. Em sẽ liên hệ chị Hà liền.
Sếp ca khen tôi, sếp ca khen tôi kìa bà. Sếp ca khen em kìa. Ủa? Vậy là sao? Thái độ gì vậy? Trời đất ơi, lâu lâu người ta được sếp ca, người ta khen. Idol người ta khen, người ta thích thôi. Em còn nợ cái chi mô. Anh khỏi lo, cái việc mà liên hệ với Hà em làm trước luôn rồi. Cái gì? Em không phải là em muốn là cầm đèn chạy trước ô tô đâu, nhưng mà em muốn làm như vậy rồi sau đó về hỏi ý kiến anh. Nhưng mà bản thân anh đồng ý á, thì mới triển khai được. Là Hà với em á, là muốn mời anh lên một cái talk show ở trên truyền hình. Ở đó nó có một cái chuyên đề sẵn mà bản thân mình anh không cần phải xin giấy phép gì đâu. Đó, nó khỏe vậy đó. Mà lên được truyền hình nha, là được rộng rãi hơn, được nhiều người biết tới hơn. Lợi lắm đó anh. Anh ok. Em gửi lời cảm ơn Hà giùm anh nha. Ê mà nè, mắc gì á, không cảm ơn trực tiếp người ta đi. Mà nhà Tân chi vậy? Tân là người khéo ăn khéo nói, linh hoạt, rồi cho nên nhờ Tân đi. Thôi xạo quá, mắc cỡ thì nói đại đi mày đặt nữa. Anh lại khen bé Tân nữa rồi. Mà phải chi những cái lời này được xuất phát từ ai kia? Hay mà thấy nhây nữa. Khen từ đáng yêu chắc chết thì sao? Thôi đáng yêu đi lên. Hà ơi làm cái talk show cho người ta, người ta đòi hỏi kìa. Em làm việc hoài ở công ty đi á, em bị đau tim. Anh nợ cứ làm em hết hôn hoài. Thôi em đi theo nhé. Trời ơi, nghiết ở công ty mình toàn mấy người không được bình thường không á. Ông cũng không được bình thường đó. Và dù tận thế cũng xin không rời, hãy yêu nhau đi, hãy yêu đi. Ta có nhau đời thêm vui. Này em ơi, sao em cứ lo, xin em xin đừng đắn đo. Hương hoa cho bao.